Hello các bạn, hiện tại bây giờ bên mình có hai chiếc Ford. Một chiếc Ford là nó sử dụng anh Huy ơi, cái kia là LED, ok, 3, ok, bi nhưng bên trong là bóng halogen đúng không? Rồi, có hai cái sự khác biệt là hai bóng luôn các bạn, thấy không? Bên sáng nó, bên trái nó sáng hơn cái bên phải rất là rõ ràng luôn các bạn ha. Mặc dù là cùng halogen hết, các bạn thấy không? Ha, bên sáng bên trái là mình nè, mình dùng cái bóng đèn ánh sáng trắng của halogen nè, sáng cực kỳ luôn các bạn thấy không? Còn trong khi bên phải nó mờ hơn, cũng là halogen nhưng mà dùng halogen bóng tự nhiên đó, nên các bạn thấy sự khác biệt chưa? Bởi vậy các bạn đừng có nghĩ chỉ có led là sáng ha, các bạn nghĩ chỉ có led là sáng các bạn là các bạn sai lầm hoàn toàn nha ha. Đấy, hoặc là các bạn nghĩ là BC led là sáng là hoàn toàn sai, halogen vẫn sáng ha, chỉ tội nó nóng hơn thôi. Đấy, rồi tắt luôn đi bác ơi, được rồi, ok rồi, vậy là ok rồi, ok giờ tắt đi. Đấy, ánh sáng trắng ha, một bên mình chơi ánh sáng trắng các bạn đó. Xe mình thì mình lắp ánh sáng trắng, còn xe ông anh thì để làm sao bác, bán bộ phục gì, phục đổ hả? Đó, thì các bạn thấy á, bên trái của mình là mình dùng cái ánh sáng trắng của halogen, nó sáng cũng không khác gì led nha, nhưng vẫn đảm bảo là đăng kiểm họ cho qua, các bạn không? Đó, nên nhiều khi mọi người không biết cái biểu là thay led vô là sáng, không phải. À, à, ok, mình làm clip ngắn như vậy để cho các bạn coi thôi nha, rồi mà ai mà chưa rõ hơn thì có thể quay lại cái clip trước của mình.